cũng như sông. Cái giấc đầu đông, chân em thâm do ngâm nước lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường cổ như xưa, giờ ngập nước sông Hồng. Nước biển đông cũng đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng cũng phủ kín công cha. Hòa hổ hòa bì, nan hòa cốt, vô duyên đối diện, bất tương phùng. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ổn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, ông ơi đi chợ mua tôi củ riềng. Các ngươi nói gì ta không hiểu, cứ nói thế này đến sáng mai. Trèo lên trái núi Tiên Thai, gặp chim lan phượng, gặm hai cái đùi. Ôi! Đùi cái mông gì ở đây? À, Tiên à? Lên mà chưa biết là ai mà với ai, chưa xưng tên. Này, định thi luôn phần tài năng à? Đấy là em bình thường vẫn thế thôi, ở nhà em như thế nào, lên đây em muốn nói nguyên như thế, đã thi tố gì đâu. Muốn biết em là ai nhá, em không bình thường, bắt em chỉ tràn vào nhà bắt biết mặt em là ai ngay. Tóm lại tên là gì? Dạ em tên là Thoát, đệm là Hư Vô, họ em là Thông, tóm lại tên em là Thông Không Thoát. Dạ cởi bẩm Ngọc Hoàng, đây là Táo Thoát Nước ạ. Dạ vâng. Thảo nào, vừa vào đây là đã thấy bốc mùi rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đấy là tại môi trường làm việc của Táo Thoát Nước là toàn dưới cống ngầm, cho nên nó mới hữu xạ tự nhiên hương thế đấy. Dạ bẩm, đúng là như thế ạ. Dạ đến giờ chân vẫn còn hâm bởi vì ngâm nước cả năm vừa rồi, hôm nay bồi hồi, tay sờ vào ngực mà cứ ngỡ ngồi trên phao. Thôi, ông ơi, ông đừng ngồi trên phao nữa. Ông sắn quần lên, ông lội xuống đi. Này, ngươi hãy trình bày cho ta biết thân phận của mình đi, vì ngươi là Táo lạ. Dạ vâng ạ. Dạ bẩm, tên của thần cũng đã nói lên tất cả. Thần là Táo Thoát Nước. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần phụ trách cái việc thoát nước ở dưới hạ giới, từ Bắc, Trung, Nam, chỗ nào cũng có địa bàn hoạt động của thần tất cả. Mọi năm thì chẳng ai nói đến thần làm gì cả, nhưng năm nay thì thần có một thành tích đột xuất, cho nên ai cũng phải nhắc tới thần ạ. Thế à? Dạ vâng ạ. Thành tích gì kể ta nghe. Dạ em xin báo cáo ngay bây giờ ạ. Vừa qua ta có trận lụt to quái ơ, bao nhiêu nước ở trên dồn xuống ơ, dưới cổng nghỉ ngầm đùn lên nay mấy bao ngày đêm. Đấy. Già trẻ gái trai mừng vui khôn xiết nghi ơ, bao nhiêu tôm cùng cua và cá đua nhau kéo về ơ, xông vào trong nhà mời anh cứ sơi tự nhiên. Ăn là không mất tiền là mình cứ ăn tự nhiên. Ăn mà không mất tiền thì mình cứ sơi tự nhiên. Anh sơi đi. Cho tôi xin. Ôi xin hay không? Xin calo. Lộ cái gì? Vẫn còn à? Còn chứ sao lại không? Nghe đây này. Anh em ơi! Anh em ơi! Dô ta dô hay, hay dô ta là dô hay. Anh họ xong má rồi. Ai mua thịt lợn dô ta dô hay, mà phải thịt lợn được bán vào hôm lũ. Dô ta dô hay, rất sạch sẽ mà lại tiệt trùng. Dô ta dô hay, thịt lợn chết trôi ở trên sông. Dô ta dô hay, lôi vào mổ rồi lại mang ra bán. Dô ta dô hay, lợn chết trường mà lại bán rất nhanh. Dô ta dô hay, hay dô ta là dô hay, ước mơ lớn của người thành phố. Dô ta dô hay, ta cứ mỗi tháng lại được lụt là một lần. Dô ta này, ước mơ của ai hả? Ước mơ của ai mà mỗi tháng lụt một lần? Mà lụt một lần để làm gì? Ông hả? Ông ước thế à? Không phải tôi. Hắn vô miền Trung rồi đó. Đúng đó.
Chứ cha cộng con đi học đạo lý xưa nay đã thật truyền hàng trăm năm mới có dịp tái hiện. Chứ các anh các chị đưa con đi học tuyền bằng ô tô, xe máy, phân khối lớn. Chứ đâu có được tình cảm bằng việc cha cộng con đi học như những ngày xưa đó. Chứ là về vấn đề văn hóa thể thao này. Vấn đề này hay lắm đấy Ngọc Hoàng ạ. Hay ra răng. Ôi chú chú cha, chú cha bất ngờ ý. Chứ tranh thủ đợt lụ lụt vừa rồi, có biết bao nhiêu phường đã tổ chức cho anh em đua xuồng tự chế cây giữa lòng đường. Ôi vui quá là vui. Dạ, thầy bầm Ngọc Hoàng, vui quá không chịu nổi. Ta biết, ta biết. Hôm nọ có nhiều người vừa bơi vừa vớt bim bim, nghe nói thu nhập khá đó. Đúng đó, đúng đó. Dạ bậc Ngọc Hoàng là cùng trình vì cái hôm nọ mà thần không thể nào về nhà nổi. Là bởi vì, dạ Ngọc Hoàng hãy nhìn xem. Chiều cường về thành phố, nước lũ sắp dâng ngập đường. Hắn vô trọng rồi. Còn tắm đê trong nhà, có hết chân lên giường mà sao nước vẫn không chịu ra. Bà con dắt nhau lên lầu mà sao nước vẫn cứ đuổi theo. Trời ơi, hãy xem đi, lễ hội bắt cá trong ô tô và lễ hội kéo vó tôm giữa ngã tư đường phố. Đây là một kỳ tích cả trăm năm cũng không có được. Giả thư Ngọc Hoàng hãy nhìn xem, lễ hội bắt cá rô trong ô tô, có con nó chui cả vào trong ống bô bắt mãi mà không được. Tối đánh một con lô nhưng nó mãi không về. Buồn quá. Nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu. Em chả quan trọng lắm về cái việc không ăn lô ăn đề. Dạ em không buồn về chuyện ấy, nhưng em vui là nước ngập tuế cả le. Ai biết đến em. Thì xưa quá, vui quá. Không nói cái gì đấy. Thôi thôi. Ngươi buồn cười. Ngươi là táo thoát nước, ngươi phải chịu trách nhiệm thoát nước. Lên đấy mà kêu ca, có biết bao nhiêu sông ngòi này, ao này, hồ đều bị các anh giao thông này, rồi các anh xây dựng, các anh bê tông hóa này, rồi các anh san lấp mặt bằng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, mưa một trận như thế đã lụt chứ. Dạ chỉ 5 năm nữa thôi, đến nước tắm của người dân cũng lụt là cái chắc. Ôi trời ơi, Ngọc Hoàng. Đúng là anh có nước nói thế không được. Ai đời lại ngập dành cả nước tắm lên thì làm sao mà chịu nổi. Còn cả anh nữa cơ. Bẩm dạ, Ngọc Hoàng, các anh ấy dự báo thế nào chứ cứ dự báo cái kiểu này thì dạ bẩm Ngọc Hoàng cứ liên tục đưa thần vào thế bị động, không thể nào mà lường trước được ạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần đã cố gắng hết sức mình rồi ạ. Dạ nhân lực thì có hạn mà đầu tư cơ sở vật chất thì cũng chưa đâu vào đấy đâu, thần dự báo cố gắng lắm rồi. Dạ ở dưới hạ giới bây giờ người ta cũng chỉ tin có 50-50 thôi ạ. Ở dưới hạ giới bây giờ ra ngoài đường là người ta cứ làm quả sấp ngửa 50-50. Là cứ tung đồng xu trước khi ra khỏi nhà là sấp thì mưa mà ngửa thì nắng, mà nó quay lóng ngoắng thế nào ông chả báo có gió mùa. Được rồi, ông muốn dự báo chính xác 100% đi. Ờ ông dự báo đấy. Được rồi, đứng vào đây tôi dự báo cho xem. Thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn đến với phần dự báo thời tiết hôm qua và hôm kia. Ui giời ơi, tôi điên mất rồi. Sao? Hôm qua và hôm kia là 48 tiếng đồng hồ rồi, ai chẳng biết là nắng hay mưa, gió mùa, làm sao mà phải dự báo. Thế thì mới trúng 100% được. Thôi đi ông. Này, này cái... ta còn chưa hỏi ngươi đến cái vụ... Vụ gì? Nước thải sông Thị Vải đâu nhá. À, dạ bẩm Ngọc Hoàng, nếu mà nói về vụ nước thải sông Thị Vải ấy, thì chắc chắn là phải khen thần mới đúng. Ô cái gì? Này tôi cũng thải ra cái loại nước đen ngòm như thế thì công làm sao mà biết được môi trường nó bị ô nhiễm. Tôi thải tốt quá còn gì nữa, không đi đâu cả, chỉ có thải ra sông thôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nhờ có thần thải đều, thải kín
mà lượng thải là ngon lành như thế mà dòng sông nó đen ngòm nên mọi người mới biết là đấy là nó ô nhiễm. Này, về cái chuyện sông Thị Vải mà tôi đi sang năm ta sẽ tổ chức cho ngươi cả một hội thảo, lúc bấy giờ ngươi tha hồ mà nói. Chứ còn hôm nay mà sân khấu này là để dành cho cuộc thi hoa táo. Đúng. Thôi thi cái gì thì thi luôn đi. Thi luôn đi, trở lại cuộc thi. Xin thưa thần cùng với Ngọc Hoàng, cùng với tất cả mọi người. Dạ, được biết anh Bắc Đẩu và anh Nam Tào đều là những hạt nhân văn nghệ của thiên đình. Mời các anh lên đây yểm trợ. Hôm nay thần sẽ gửi tới tất cả mọi người một ca khúc. Ca khúc mang tựa đề Lụt từ ngã tư đường phố. Giờ trời cứ mưa chạt ngớt, làm phố tôi nay ngập lụt. Khi lúc tan tầm, người và xe nối nhau bơi trên đường. Nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi. Bà con phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi. Nhà nhà bắt cá từ nơi ngã tư này. Hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra. Ở giữa thủ đô sao hoa trắng lệ, đàn cá tung tăng bơi trên vỉa hè. Qua nhịp xe qua nước cuộn sóng vô nhà ta. Tràn ngập khắp phố, thuyền ghe nước trôi êm đềm. Đèn tàu ta không lo cắt điện suốt bao ngày đêm. Rồi những chàng trai đua ghe giữa đường, làn nước trong xanh thêm sạch phố phường. Từng trận mưa rơi trong ngàn ánh mắt yêu thương. Đài dự báo ba ngày tới sẽ có mưa rơi khắp trời, nên biết bao người ngẩng đầu cao ngó lên mây ngóng đợi. Chờ đợi ngày mai đi bơi đúng tại ngã tư này đây, mà sao nắng lại tươi sáng ló sau ngàn cây. Đài dự báo lao làm tăng lái cho siêu thị, tường trời còn mưa thêm, thiên hạ tích thêm đồ ăn. Thịt cá lạc rau bông dưng hết sạch, chào giá thật cao vẫn không ế. Dù trời không mưa cũng phải cố ăn cả năm. Và trên ngã tư này đây, trong nắng mưa hay đêm này, ai biết công ngầm cài cao xong đã khoát hay chưa. Mặc kệ thành phố văn minh vẫn lụt mỗi khi trời mưa, chúng ta vẫn ngày ngày chờ đợi được bơi mỗi khi trời mưa. Và mời Ngọc Hoàng, phần thi của thần đến đây là kết thúc. Dạ, mọi người xin nhớ bình chọn cho em thông không thoát 08, em thoát đấy.